sự hiện diện của các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông sẽ là cái lực lượng chính quan trọng để chúng ta tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh sau này. Thì chúng tôi thấy rằng là cái hội thảo chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái đóng góp rất là có giá trị cho cái quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của thành phố của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy là cần phải nắm bắt cái xu hướng chuyển đổi xanh và phải thúc đẩy chuyển đổi xanh để tạo cái không gian mới, động lực mới hay là cái năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế thành phố và đóng góp vào kinh tế của cả nước. Thì với một cái nhận thức như vậy đó, thì chúng tôi thấy rằng những cái thúc bách từ bên trong, ví dụ như là những cái động lực tăng trưởng của kinh tế thành phố, ví dụ như là cái thách thức trước biến đổi khí hậu mà thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi mà phải chịu tác động nặng nề nhất, hay là từ cái chất lượng cuộc sống của thành phố đòi hỏi phải có những cái hành động trước mắt lâu dài để cải thiện chất lượng cuộc sống, hay là các cái vấn đề về an ninh năng lượng và cũng như là phát triển, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của thành phố. Thì đây là những vấn đề nội tại mà chúng tôi thấy nếu không chuyển đổi xanh, nếu không tiếp cận với xu thế của thế giới, nếu không có những chiến lược bài bản, nếu không có những chính sách cụ thể lâu dài, thì chắc chắn là nền kinh tế thành phố sẽ không tạo ra những giá trị mới, hay là không có những cái năng lực cạnh tranh mới, và cũng không có những cái đóng góp tốt cho cái nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận trách nhiệm hay là sứ mạng là địa phương có trách nhiệm, địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, và sẽ là một địa phương nhận nhiệm vụ đầu tiên, nhận nhiệm vụ lớn nhất để thực hiện các cam kết quốc gia trong cái hợp tác quốc tế. Thì đây là cái việc mà chúng tôi muốn khẳng định với các đồng chí đại diện các cơ quan trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, với truyền thông của chúng ta. Thành phố không có cái lựa chọn nào khác mà chúng tôi xem đây là sứ mạng, phải có trách nhiệm chính, phải đi tiên phong trong việc chuyển đổi xanh, trong việc là những nỗ lực để làm sao phát triển đạt được cái bền vững.